Chào các bạn, hôm nay của tôi sẽ cùng với các bạn review bộ nồi Fistler Original 5 món. Trong bộ nồi này thì gồm có 4 nồi và một chảo. Một trong những bộ nồi rất là sang trọng của Fistler. Đây mình cũng vừa mới lấy về bộ nồi này. Đây là vung nồi này. Thì mình sẽ mở ra để cho các bạn xem chi tiết cái phần vung của Fistler họ thiết kế nha. Đây là bộ Original, bạn thấy vung kính và mọi đường nét chi tiết nó đều được thiết kế rất là vuông vức và tròn trịa, rất là đẹp, biểu tượng của Fistler. Và tiếp theo đây chính là cái phần chảo, chảo 24 của bộ nồi này. Đây là bộ chảo chảo nguyên khối đúc và nó không có phủ lớp chống dính, rất là an toàn cho sức khỏe. Và bạn nào mà không thích chất liệu chống dính thì có thể sử dụng cái loại chảo này. Ngoài việc thiết kế đẹp thì chất liệu của Fistler hay là nó cũng rất là thiên về những cái về an toàn, rồi là về tính bền và ngay cả tính đẹp nữa. Cái phần phủ mạ các thứ của Fistler bạn có thể sử dụng, nó sẽ thấy mãi mãi là nó sáng bóng như thế này. Đây là vung nồi cỡ bé ấy. Còn đây là một nồi cỡ, đây là nồi cỡ 20cm, đây là đường kính 20, nhưng mà dung tích ở trong này có thể tối đa là 3 lít. Bạn nhìn thấy nồi được thiết kế rất là cầu kỳ và tỉ mỉ, từng cái chi tiết một từ quai bạn có thể nhìn thấy, nhìn rất là đẹp. Và đằng sau của cái đáy nồi bạn nhìn rõ chữ Made in Germany và biểu tượng logo của Fistler, cực kỳ là sang trọng với bộ nồi Original. Đây gần như là một trong những bộ nồi đắt nhất của Fistler. Và Fistler là một trong những thương hiệu về sản xuất nồi niêu xoong chảo là đứng đầu ở Đức luôn. Nồi rất là dày dặn, mình cầm một lúc như này thấy. Đây là nồi cỡ lớn nhất này, nồi này là 24cm đây, đường kính miệng 24. Và dung tích bên trong nó là 5,5 lít, bạn có thể nhìn thấy cái vạch chia dung tích ở đây. Đấy, qua nồi, và từ nồi to đến nồi nhỏ thì nó được thiết kế rất đẹp. Và trong này còn có hai cái nồi nữa, một cái nồi là cỡ 16 và nồi cỡ đường kính 20cm, nhưng mà nó thấp hơn nên dung tích nó nhỏ hơn cái nồi trước. Đây là tổng thể của bộ nồi 5 món Fistler Original. Như bạn thấy thì nó gồm có một là cái nồi cỡ to nhất, đây là nồi cỡ 24cm và dung tích của nó là 5,5 lít. Và bên trong nồi thì bạn có thể nhìn thấy luôn là nó có cái vạch chia độ. Bạn có thể sử dụng và căn ướp theo cái vạch chia độ này trong quá trình nấu. Về vung kính thì các bạn thấy là kính nắp trong và được thiết kế với những cái viền về kim loại và
thép không gỉ 18 trên 10, rất là an toàn và cực kỳ bền. Và cái nồi cỡ thứ hai là dung tích là 3 lít và đường kính của nồi là 20 cm. Nồi tiếp theo đấy là đường kính cũng 20 cm nhưng mà nó được thiết kế thấp hơn và nó có dung tích cũng nhỏ hơn là nồi vừa rồi, nhưng mà đường kính thì bằng nhau. Và nồi thứ tư của nó là một nồi cỡ bé, đường kính 16 cm và dung tích là 1,5 lít. Cuối cùng là chảo 24 cm, đây là chảo original. Chất liệu của nó thì là thép không gỉ, inox hoàn toàn và nó được đúc rất là chắc chắn. Ở phía đằng sau nồi thì phía đằng sau chảo có biểu tượng logo và made in Germany. Và nồi thì và chảo này thì nó không có cái chất liệu là chống dính, vì vậy mà những cái bạn mà không thích chất liệu chống dính thì có thể lựa chọn chảo này. Nó cực kỳ an toàn và bền cho nó cực kỳ an toàn cho sức khỏe và rất là bền. Như vậy là Vuto vừa mới giới thiệu xong với các bạn về bộ nồi Fissler Original 5. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn liên hệ với chúng tôi qua Facebook Shop Vuto hoặc qua website vuto.vn hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.